Giang đang ở nhạc cụ Tứ Nguyễn tại khu vực Gò Vấp, và bây giờ là ghép vàng chơi band luôn. Giọng Giang là bữa nay là bắt đầu từ nghiệp dư chuyển sang chuyên nghiệp luôn. Nói chung là mọi người có thưởng thức có dở thì cho chàng pháo tay nha. Vô luôn nhạc sĩ rồi. Nhạc sĩ ra tặng một nhạc phẩm lắm, anh còn đợi em. Thấy mình hát hay đúng không? Cảm ơn nhạc sĩ luôn.